người đàn bà 46 tuổi dưới giếng và tội ác của gã mới dậy thì. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Hai chiếc quần bị rứt ở dãy cà phê. Nạn nhân là người đàn bà 46 tuổi gục bên giếng nước. Chỉ nhìn hiện trường nhiều người cũng phải rung mình vì người đàn bà ấy bị giờ cho đôi bại sau khi tử vong. Vậy hung thủ của vụ án là ai? Tại sao lại ra tay với nạn nhân theo cách đốn mặt như thế? PKT xin khẳng định video này hoàn toàn không có ý khơi gợi lại nỗi đau của những người trong cuộc. Vụ án gần gũi với chúng ta và có tính tàn nhẫn rất cao. Vì vậy mọi người hãy cân nhắc trước khi xem. Hai chiếc quần ở dãy cà phê Vào khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2022, chị Trịnh Thị Hồng vào dãy của gia đình để tưới cà phê. Ngày hôm sau, gia đình không thấy chị về nhà, không liên lạc được. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình tích cực tìm kiếm. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Trịnh Văn Hùng, sinh năm 1988, em trai của chị Hồng, phát hiện ở gốc cà phê gần vòi nước đang tưới có hai chiếc quần phụ nữ có quần lót. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, anh Hùng thấy nắp giếng gần nhà dãy bị hở. Anh Hùng nhìn xuống thì phát hiện chị Hồng đã tử vong cùng chiếc xe máy ở dưới giếng nên gọi điện trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Trị Phú phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và lấy lời khai của những người liên quan. Kết quả khám nghiệm cho thấy phần đầu của nạn nhân bị tác động nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong. Thân trên nạn nhân mặc áo, thân dưới không mặc quần đã bị giở trò đồi bại. Nạn nhân được xác định là tên thật Trịnh Thị Hồng, sinh năm 1976, quê quán xã Ia Rong, huyện Chư Pư. Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, chị Hồng khi bị sát hại 46 tuổi, Chị này có lối sống ôn hòa với xóm làng, không có hiểm khích mâu thuẫn cá nhân. Vụ án xảy ra vào đêm tối tại khu vực dãy vắng, địa bàn rộng gây khó khăn cho cơ quan công an trong hoạt động điều tra truy tìm hung thủ. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Chư Pư tăng cường lực lượng điều tra truy xét. Thời điểm đó, đồng chí thiếu tá Phan Huy Giang, cán bộ phòng cảnh sát hình sự chia sẻ, huyện Chư Pư giáp danh với tỉnh Đắk Lắk, nên người dân địa phương thường xuyên di chuyển qua lại để làm ăn, buôn bán. Nhằm khoanh vùng địa bàn, lãnh đạo đơn vị đã cử hai tổ công tác gồm 10 đồng chí tăng cường xuống hiện trường, tích cực phối hợp với công an địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Thiếu tá Phan Huy Giang cũng cho biết, điểm đáng lưu ý khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện trên người nạn nhân đeo dây chuyền vàng trong túi quần có trên 7 triệu đồng nên loại trừ khả năng đối tượng đoạt mạng người về mục đích cướp tài sản. Vì là ngày mùa nên bà con thường xuyên vắng nhà việc trao đổi xác minh thông tin cũng có phần hạn chế. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân và để chấn an dư luận, chúng tôi quyết tâm điều tra bắt hung thủ, chịu tội trước pháp luật. Hung thủ lộ diện Sau 2 tuần tích cực điều tra truy xét, lực lượng công an đã xác định danh tính kẻ thủ ác. Qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, cơ quan điều tra xác định tối 14 tháng 3 tại làng e Sâm có hai nhóm thanh niên người dân tộc thiểu số tổ chức ăn nhậu địa điểm ăn nhậu cách dãy cà phê của nạn nhân khoảng 100m. Lời khai của những người liên quan tương đối trùng khớp, tuy nhiên biểu hiện của đối tượng Giang có nhiều nghi vấn. Lý lịch của hung thủ được xác định như sau. Tên thật Ra Lan Giang, sinh năm 2001, quê quán xã Ia Rong, huyện Chư Pư. Khi gây án, Giang chỉ mới 21 tuổi, bước qua tuổi dậy thì được vài năm. Hắn ít hơn nạn nhân 25 tuổi. Những tưởng khoảng cách tuổi tác sẽ kìm chế cơn thú trong con người ai rè Giang gây án còn dã man hơn những gì người ta tưởng tượng. Qua tiếp xúc ban đầu, Giang tỏ ra lầm lì ít nói, lảng tránh câu hỏi, ánh mắt của điều tra viên. Qua nhiều giờ đấu trí căng thẳng trước những lập luận sắc bén và chứng cứ không thể chối cãi, chiều 28 tháng 3, Gia Lan Giang đã cúi đầu khai nhận tội lỗi của mình. Là nhân chứng được cơ quan chức năng mời tham gia quá trình thực nghiệm điều tra, ông Hồ Sĩ Quang, trưởng thôn Ia Sâm cho biết, Vụ án mạng khiến người dân trong thôn hoảng sợ không dám đi làm dẫy, thậm chí có người còn nghi ngờ nhau gây mất đoàn kết. Khi biết tin hung thủ bị bắt, bà con rất vui mừng. Tôi mong cơ quan chức năng xử phạt thật nghiêm đối tượng này. Chỉ vì uống rượu, hắn đã không làm chủ được hành vi, nhận tâm cướp đi sinh mạng của người khác, rồi thực hiện hành vi man dợ đề hèn mất hết tính người. Sau 6 tháng sau, sáng ngày 14 tháng 9 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Gia Lan Giang. Theo hồ sơ vụ án, Gia Lan Giang sau khi uống rượu với nhiều người trong làng, đối tượng xảy ra cãi nhau với vợ rồi bỏ ra tròi dãy ngủ. Đến 22 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2022, khi đi qua vườn cà phê thấy chị Trịnh Thị Hồng đang dọn đèn tưới nước thì nảy sinh ý định dở trò đồi bại. Để tránh bị chị Hồng phát hiện, Giang nhặt một khúc gỗ trong vườn lẻn ra sau lưng tác động nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Biết nạn nhân không còn khả năng kháng cự, Giang đã vạch hàng ra gây án ngay tại tròi cà phê. Sợ bị người khác phát hiện, đối tượng đã kéo nạn nhân ném xuống giếng và đậy nắp lại nhằm phi tàng dấu vết rồi về nhà nằm ngủ. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, Giang bị cơ quan công an bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bạn tù dạy dỗ những kẻ thừa nhu cầu như thế nào? Được biết, chị Hồng hơn Giang 25 tuổi, nhưng Giang vẫn có nhu cầu cao sát hại rồi dùng công cụ gây án rồi cho đồi bại với nạn nhân. Những con yêu dâu xanh luôn là đề tài nóng bỏng với những mâm trên trong tù. Có thể là những kẻ phạm trọng tội như đoạt mạng người cướp của, làm đủ mọi thứ ác ôn nhất trên đời. Nhưng trong tù, giới phạm nhân cũng có những quy tắc của riêng chúng. Kỵ nhất vẫn là những kẻ mang án như giàng, đặc biệt là liên quan đến người già và nạn nhân nhỏ tuổi. Sau những màn nhập buồng khốn khổ trước các đại ca trong buồng, những kẻ chót mang bộ dâu xanh có lẽ chưa bao giờ nghĩ ra được những bản án kinh hoàng như vậy đang chờ đợi mình trong những ngày trong tù. Mới tí tuổi đầu nhưng Hùng đã từng vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần. Sinh năm 1983, nhìn gương mặt khôi ngô của Hùng cùng mùi nước hoa thơm phức hàng hiệu và những bộ đồ đắt tiền. Quá khứ của Hùng dường như đã có một tấm vải thưa để che mắt thánh hoàn hảo. Đó là chưa kể đến phong thái và cách ăn nói đàng hoàng đĩnh đạc. Nhiều người hẳn sẽ nghĩ Hùng là một kẻ có ăn học tử tế, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Có một số mối quan hệ lằng nhằng, Hùng mới ra tù cũng chưa lâu sau khi dính tội cướp có tổ chức và có vũ khí nóng. Sau khi cuộc nhậu hơi men bốc lên, con người thật của gã giang hồ này bắt đầu lộ diện. Phi phèo điếu thuốc trên miệng, Hùng rất tự tin về mớ kiến thức mà gã thu thập được trong tù. Và điều làm gã thấy hứng thú chính là những mánh lưới để chút giận lên những tên tù mới nhập buồng, phòng giam. Theo lời Hùng, gã từng là đại ca mâm trên trong cả một buồng. Để có được điều đó, Hùng kể từng phải đánh đổi cái tính mạng của mình bằng cả sự liều lĩnh và khôn ngoan mới được yên thân để đi hành hạ những tên tù mới. Đã động đến chuyện xử lý những tên tù mắc án giống như Giang, gã Hùng. Được lời như cởi tấm lòng, vỗ đùi khoái trá. Ông hỏi đúng người rồi đấy, tôi căm ghét cái bọn đó vô cùng luôn, đặc biệt là những đứa phạm tội với người yếu thế mà đúng ra thì chẳng phải tôi mà tất cả bọn tù đều như vậy nó là luật bất thành văn rồi tù cũng có đạo đức chứ hùng kể tù cũng có nhiều loại loại tù dính án đấy là loại hạ đẳng nhất vì vậy mỗi khi xuất hiện những tên phạm kiểu này cánh tù cũ chăm sóc rất kỹ bọn chúng có nhiều cách thức cho chúng nhập buồng nhưng những trò đó chỉ đơn giản sung sướng nhất phải là những ngày tiếp theo khi chúng ở cùng bọn tôi trong suốt quá trình thụ án Hùng nói tiếp ban đầu nó định giấu nhưng sau khi cán bộ đọc tội trạng của nó, cả phòng thống nhất bắt thằng Phạm này phải thực hiện ngay một số phần trình diễn với chính công cụ gây án của nó. Cả phòng đe sấn nó ra, nhét rất nhiều kiến vàng vào công cụ gây án của nó rồi buộc túm đầu lại không cho đi vệ sinh đêm hôm đó. Thằng này ban đầu chống cự rất dữ dội nhưng sau đó cũng chịu ngoan ngoãn làm việc. Sau đêm đầu tiên ấy, ngày tiếp theo chẳng cần phải chỉ đạo, bọn lâu là tiếp tục lôi thằng này ra cho ăn hành mỗi khi đêm xuống. Hôm thì bắt nó phải làm với rán, hôm thì bắt nó chơi với chuột trong một cái lỗ ở tường. Hôm nào hứng lên chút thì sau khi làm vậy với bọn rán chuột xong, bọn tôi bắt nó phải chén luôn mấy thứ mà hắn đã làm. Sau một tuần, phương án dằn mặt nó đã chán nên tôi nghĩ ra một trò hay hơn là bắt nó cọ rửa nhà vệ sinh của buồng bằng chính công cụ gây án của nó. Cọ xong, nó sẽ phải tiếp tục quét nhà và múa. Thông thường, Mỗi ngày bọn tôi sẽ nghĩ ra một trò nào đó để xử nó cho vui. Nghe Hùng kể, tôi không khỏi dùng mình, sờn gai gà. Vì những trò tiêu khiển tàn khốc mà những tù nhân phạm tội như Giang trước đây phải từng hứng chịu. Hùng càng thích thú kể tiếp. Ông đừng tưởng xử chúng nó mà dễ. Nhiều thằng nó dính án nhưng cũng ghê gớm lắm. Thậm chí nó còn tính đường chơi lại. Tôi là trưởng buồng. Nhưng cũng cẩn thận, cũng tỏi với nó. Cái quan trọng nhất trong việc xử những tên tội phạm dạng này đầu tiên là dằn mặt cho nó sợ tiếp đến là phải không để lại dấu vết gì trên công cụ gây án của nó tuy nhiên thi thoảng bọn tôi buộc phải xử nặng tay hơn bởi vì quá bức xúc trước những tội ác mà chúng đã gây ra những trò quái đản của đám tù nhân trong trại với tội phạm này có thể viết thành sách có lẽ cũng không ngoa nghe qua lời hùng kể tôi đã dùng mình khi nghĩ đến những cảnh kinh hoàng ấy nhưng thực tế với những kẻ trực tiếp chịu đựng các trò này còn nhiều hơn thế gấp nhiều lần vì mỗi buồng lại có một kẻ cầm đầu và đương nhiên các trò cũng khác nhau rất nhiều. Ở trong tù khi mà môi trường trong các buồng giam trở nên ẩm ướt thay đổi theo mùa, đám tù nhân bắt đầu đi kiếm hàng cho những tên yêu giàu sành. Món hàng đó rất dễ kiếm mà không mất nhiều công sức. Đó có thể là những con rán, con kiến hay chuột cống, sâu gióm. Hầu như ngày nào những kẻ ấy cũng được lên thiên đường với những loại hàng nóng kể trên trong suốt từng ấy năm thụ án, rất may là có kẻ được giảm án vì cải tạo tốt, nếu không cuộc vui sẽ còn được kéo dài. Có người thú thực rằng, cảm giác sợ hãi tột độ kèm theo là những đau đớn, những tên lâu la theo lời trưởng buồng sẵn sàng xông vào chút giận nhiệt tình nếu thấy đối tượng có biểu hiện chống đối. Khỏi cần phải nói chắc ông cũng biết những con hàng kia phản ứng rất mạnh mẽ thế nào rồi đấy. Bọn chúng được nhét vào trong một lỗ nhỏ nên trong cơn cuồng loạn tìm cách thoát ra thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có kẻ kể, kể, càng nhìn mấy tên phạm tội hèn hạ này đau đớn bao nhiêu, đám tù càng thích thú cười khanh khách bấy nhiêu. Những lúc như vậy, có lẽ hắn chỉ ước lúc phần con quá lớn dẫn đến cái án kia được kiềm chế giờ đã không phải khốn khổ, khốn nạn thế này. Nhắc đến những quãng ngày đau đớn đến tột cùng của mình trong tù, hung kể lại với giọng vẫn còn run run vì dung mình sợ hãi. Theo lời kể, dù người dính án này có đáng tuổi ông tuổi bố của trưởng buồng, và trong buồng cũng phải dính những chiêu trò của chúng. Chúng coi tù nhân mắc tội này là loại tù nhân phạm tội hạ tiện. Đương nhiên, đã là hạ tiện thì sẽ phải hứng chịu đủ mọi trò cố nạn nhất. Với đám lâu la, đám tù cũ cũng còn nghĩ ra trò bắt chăn kiến, chăn rán, chăn chuột. Chăn ở đây là phải nhường cơm xẻ áo để các con hàng béo tốt rồi chúng sẽ bắt kẻ gây án ngoan ngoãn yêu thương và coi đây là trò chơi. Thậm chí nếu để sổng bạn tình thì ngoài việc ăn đòn, kẻ này sẽ phải tìm bằng được bạn tình mới. Có lần còn bị đám tù cũ kiếm được mấy con sâu gióm đen xì toàn lông sủ rất ngứa. Chúng đưa cho và phải dùng thằng em chăn dắt đám sâu này trong một vòng tròn. Đương nhiên sau màn chăn thả làm sao để đám sâu gióm không được dụng một sợi lộc. Đám lâu la trong trại quái lắm. Chúng thường chơi những trò không để lại dấu vết trên người những kẻ gây án. Nên cán bộ không làm gì chúng được. Những trò quái đàn của chúng với của quý thực sự không thể nhớ hết được. Mỗi ngày lại một trò kinh hoàng. Mấy gã mắc tội vậy cũng trùng số phận. Chẳng hiểu sao chúng nghĩ ra được lắm trò như vậy. Đến bây giờ có lẽ Hùng vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ về những quãng ngày khốn khổ trong tù. Bị dính đòn hiểm như vậy nhưng Hùng tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời để mách hay xui với cán bộ mà âm thầm bóc lịch chờ ngày hoàn lương. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án người đàn bà 46 tuổi không mặc nội y trần trụi dưới giếng và tội ác của một gã mới dậy thì này hay không? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ tử tù hai người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT. Thank you.